đề, bốn vấn đề liên quan động khớp cắn. Nhưng mà trong thời gian hôm nay thì có lẽ tôi sẽ nói tới một số vấn đề, tôi không nói hết được. Cái đầu tiên thì tôi nói về tư quan trung tâm. Thì trong tư quan trung tâm thì chúng ta xem xét từ lịch sử tới đương đại nó như thế nào. Và chúng ta phải trả lời các câu hỏi gì? Chúng ta trả lời câu hỏi là vị trí đầu cầu nằm ở đâu trong hõm khớp ở tư quan trung tâm. Bởi vì đây là một cái tranh cãi cho tới bây giờ là nằm trước nhất hay là nằm sau nhất. Và chúng ta sẽ hiểu về vấn đề thế nào, chúng ta làm sáng tỏ vấn đề này như thế nào. Vấn đề thứ hai là trong tư quan trung tâm thì nó có liên quan tới đĩa khớp hay là không? Chúng ta cũng trả lời câu hỏi này, coi cũng rất là quan trọng. Tại vì trong những trường hợp mà bệnh nhân có vấn đề rối loạn phế dương hàm, lúc này đĩa khớp không nằm bình thường nữa, thì khi nào nó liên quan, khi nào nó không liên quan. Và vấn đề thứ ba nữa là trong trường hợp chức năng bình thường, và trong trường hợp nó loạn năng, và trong trường hợp nó mất chức năng, thì lúc đó ra làm sao? Đấy. Đặc biệt là khi mình có vấn đề khớp thái dương hàm. Đây, như vậy đây là ba câu hỏi đặt ra là quan trọng cho chúng ta, và chúng ta cần phải trả lời được những câu hỏi này. Và để cuối cùng chúng ta đi tới cái gì? Chúng ta đi tới một cái ý nghĩa của nó. Tại sao nó quan trọng? Tại sao trong tâm nó quan trọng? Đây, cái bài này tôi đã từng nói nhiều lần. Một lần tại cái câu lạc bộ nha sĩ trẻ Sài Gòn thì tôi nói bài này tới 3 tiếng đồng hồ, nhiều hơn. Nhưng mà trong thời gian hôm nay tôi nói một thời gian ngắn hơn đâu, khoảng 20 phút cho tới 30 phút thôi. Chúng ta nói những điểm cốt lõi nhất để chúng ta hiểu rõ được nó là cái gì. Thì cái từ tư quan trung tâm là do Hano đặt ra. Và Hano lại là không phải là bác sĩ, ông ta chỉ là kỹ sư thôi. Nhưng mà lý do tại sao ông ta đặt tên cho nó là bởi vì ông ta là cái người mà làm ra cái giá khớp. Mà trong cái giá khớp đó thì để điều trị cho phục hình toàn hàm. Trước đây thì điều trị phần toàn hàm mà lên cái giá khớp mà bán điều chỉnh thì giá khớp điều chỉnh toàn phần. Thì câu hỏi là sẽ sắp răng như thế nào? Và lúc đó khi mất hết răng rồi chúng ta không còn tham chiếu nữa. Và khi mất cái tham chiếu đó thì chúng ta cần một cái tham chiếu để gọi cái tương quan hai hàm. Và cái tương quan mà gọi tham chiếu đó thì nó là tên là tương quan trung tâm. Trung tâm nó chính là cái gốc, chính là cái phát xuất để chúng ta có thể sắp xếp cái khác. Và từ tương quan trung tâm đó sẽ sắp răng vào lồng mũi tối đa. Và vị trí đó thì cái khớp cắn đó thì Hano gọi là khớp cắn trung tâm. Như vậy thì tương quan trung tâm theo nó chính là tương quan giữa hai hàm. Nhưng mà hầu hết sau này chúng ta là nói tới trung tâm tướng và tư quan trong vị trí lồ cầu thôi. Và đó là lý do sau này một số tác giả khác như là Sato hay là Slavicek thì ông ta gọi là vị trí tham chiếu lồ cầu. Ông ta không dùng được trung tâm nữa. Thì Hano gọi cái tên tương quan trung tâm là tương quan hai hàm. Vì lúc đó lồ cầu vị trí cao nhất và sau nhất. Điều này cho tới bây giờ nó vẫn là đúng chứ không phải là sai. Mặc dù cái định nghĩa mới nhất nó lại cho rằng trước nhất. Thì chúng ta sẽ coi thử cái trước nhất và sau nhất nó khác nhau làm sao. Và tại vị trí đó, cái tình trạng răng mà sắp xếp vào thì Hano gọi là cắn khớp trung tâm. Thì đây là cái định nghĩa đầu tiên năm 1929. Bởi vì Hano không phải là kỹ sư cho nên Hano chỉ thấy về mặt cơ học mà thôi, chứ không thấy về mặt sinh học. Và sau đó là Schiller. Schiller là một nhà hàm học rất là nổi tiếng mà chuyên về phục hình. Thì ông ta mới nói cái gì? Ông ta nói rằng tương quan trung tâm là sẽ không tìm được ở trong trường hợp có vấn đề loạn năng thái dương hàm. Đấy. Và Schiller cũng là người đưa ra phương pháp lấy tương quan tâm đầu tiên. Hano nói tới cái tương quan tâm, nhưng mà Hano không có nói lấy như thế nào bởi vì ông ta không phải là bác sĩ. Mà Schiller mới là người đầu tiên nói tới lấy tương quan tâm làm sao. Những cái chuyện này về kỹ thuật thì thôi tôi không nhắc tới bởi vì là trong sách vở mọi người đã biết. Nhưng mà điều quan trọng mà Schiller nhấn mạnh là gì? Là khi có rối loạn thái dương hàm thì không tìm được trung tâm nữa. Nghĩa là gì? Nghĩa là chỗ đó nó không ổn định. Chúng ta biết rằng là dùng tương quan trung tâm để sắp răng nó lồng khớp ở tại vị trí đó. Có nghĩa là chúng ta có một tương quan chặt chẽ giữa cái vị trí của lồ cầu lùi sau nhất, cao nhất. Và tại lúc đó chúng ta sắp cho cái răng ăn khớp lại với nhau. Thế bây giờ nếu ta không thể tìm được tương quan tâm thì chúng ta làm gì?
chúng ta không tìm được thì chúng ta phải chúng ta phải xóa đi từ một khớp gáy. Như vậy thì lúc mà có rộng thế hàm thì không xác định được rộng tâm. Điều đó tôi bây giờ vẫn đúng. Và như vậy thì giải pháp như thế nào trong trường hợp này khi làm phục hình toàn hàm thì filler mới đưa ra một khái niệm là gì? Là răng không giải phẫu, tức là gấp muối ra bằng không. Nên là cho nó trượt thoải mái. Bởi vì lúc này chúng ta không biết trung tâm chỗ nào, mà trung tâm là một cái vị trí được xem là ổn định cơ khớp nhất. Bởi chúng ta không tìm được nó thì chúng ta sẽ không có tham chiếu. Không có tham chiếu mà chúng ta cho lòng mũi chúng ra thì chúng ta có thể gặp sai lầm. Và lúc đó Schiller mới nói rằng là chúng ta sử dụng răng không giải phẫu. Và đây là một câu chuyện bài học rất là lớn đối với tôi. Năm thứ tư, khi tôi đi làm phục hình toàn hàm, gọi đi chạy show, làm răng cho một cái bệnh nhân là một nhà sư, và làm xong cũng là hè. Mình cảm thấy rất là hài lòng về cái hàm răng mà làm cho cái bệnh nhân đấy. Đẹp, dính. Nhưng mà sau khi thè vào, quay lại kiểm tra thử người ta ăn nhai thế nào, thì tôi bảo rằng cho tôi xem lại cái hàm răng. Ông tư hàm răng cho tôi thì tôi thấy là hàm răng làm sao nó phẳng láng hết trơn luôn. Tôi nhìn thấy không phải cái hàm của mình làm. Đấy, tôi hỏi rằng là ủa, cái này là sư đi tới người ta mài hay là sư làm lại hàm khác? Ông mới bảo rằng tôi làm lại khác, bởi vì hàm của chú làm tôi nhai không được. Đấy. Như vậy thì tất cả mọi tiêu chuẩn đạt hay chỉ có tiêu chuẩn nhai không được thôi. Trong khi đó cái hàm mà ông bệnh nhân đó làm, tôi hỏi ông làm ở đâu, ông nói ông làm ở ông nhà công. Đấy. Cái hàm nó không có dính, không có đẹp, cái gì nó cũng dở, chỉ có khác là ăn được thôi. Sự khác biệt rất là lớn của hai cái đó là. Và đó là câu hỏi tôi đặt ra, thế thì tại sao nó như vậy? Câu hỏi này tôi thắc mắc nhưng mà không biết trả lời như thế nào, không giải thích được. Mãi cho tới năm thứ sáu, ở lúc đấy thì tôi khi mà thi tốt nghiệp thì lúc đó năm tôi là năm đầu tiên là thi trắc nghiệm, và sau đó tụi tôi mới lên thư viện mới lục tìm tài liệu để làm cái bài thi. Và lúc đó tôi phát hiện ra câu chuyện Schiller nói. Câu chuyện Schiller nói là gì? Là trong trường hợp mà làm răng cho bệnh nhân nếu không có xác định trung tâm, tức là có vấn đề có tới dương hàm, thì phải làm răng không giải phẫu. Lúc đấy tôi mới òa ra, mới sực nhớ ra. Như vậy cái ca mình thất bại là gì? Là ca này do mình làm răng giải phẫu, cho nên nó không được. Và sau đó, cái thất bại đó chính là bài học lớn cho tôi. Thì cái bệnh nhân mà tôi làm phục hình toàn hàm năm thứ sáu đấy, thì bệnh nhân đó là khi tôi vào nội trú thì tôi làm phòng mạch ngoài giờ. Thì lúc đấy thì cái anh phòng khám, anh khám xong anh hỏi tôi là tôi có nhận làm toàn hàm không? Làm ngoài giờ người ta ngại làm toàn hàm lắm, nhưng mình thì ok, nhận làm. Thì bệnh nhân đi vào thì té ra bệnh nhân cũ của mình. Cái bà bệnh nhân đó là người Tàu. Bà cũng là 60 mấy tuổi rồi. Tôi gặp bà, tôi hỏi bà làm cái gì, bà bao giờ bà làm lại bộ răng. Tôi mới hỏi là thế là sao làm lại bộ răng? Bà cứ ngộ tiết tiền, ngộ vào trường cho sinh viên nó làm về mấy tháng rồi ngồi nhai không có được. Đấy, thế mình biết, bà đâu có biết, bà đâu có nhớ mình đâu. Nhưng mà mình bệnh nhân mình thì mình nhớ. Và lúc đó bà kêu, thôi bây giờ tốn tiền cũng ra ngoài cho mấy thầy cô trong trường làm để mà ăn nhai. Thế là tôi mới bảo bệnh nhân nói thế này, tôi bảo rằng là bây giờ bắt đưa cái hàm cho con coi, tôi coi. Con chỉnh được thì khó phải làm hàm mới. Đấy, bà nghe và bà mừng quá, bà kêu, thấy có chỉnh được không? Tôi chưa biết, để thử đi xem sao. Thế tôi làm cái gì? Tôi có bài học rồi. Tôi mài phẳng luôn. Tôi kêu, thôi bây giờ bắt về bắt ăn thử trong vòng 2 tuần đi. Thử ăn nhai thế nào trong vòng 2 tuần. Nếu mà ăn nhai được thì khỏi phải làm lại, đỡ tốn tiền. Còn nếu mà không ăn nhai được thì hẳn làm. Và sau đó thì sao? Thầy tụng nhân quay lại, bệnh nhân mừng quá trời. Bệnh nhân cho là, thầy dạy có khác. Làm một cái là coi như là xong. Trong khi đó sinh viên tôi đi mấy tháng trời, rồi mấy tháng không ăn nhai gì được hết. Như vậy thì cái chuyện gì? Chúng ta thiếu kiến thức. Dẫn tới cái chuyện là chúng ta không có thành công được.
Đấy, thì đấy là câu chuyện của tôi về vấn đề mà nói tới chuyện trung tâm. Xin lỗi chút xíu, sao nó lại không... Ồ, nó không được, cho nên thôi, vô xe cho cái khác. Xin lỗi mọi người chờ một tí. Anh Phi, em nghĩ anh nên tắt cái chương cái mà chế độ bảo vệ màn hình đó, hay nó sẽ bị lock out. Rồi để coi lại thử cái chỗ nào đây. Nó không cho xe ta, sao kỳ vậy ta? Rồi, sao được rồi, xe được rồi. Đấy, thì năm 72 thì Weinberg, ông này là giám đốc của trung tâm nghiên cứu về đau khí thế giới hạm tại New York. Ông ta mới đưa ra một khái niệm là tương quan trung tâm chức năng và tương quan loạn năng. Như vậy thì ở đây thì Shiller chỉ mới nói tới chuyện là khi mà chúng ta gặp trường hợp bệnh nhân là có vấn đề là khớp tay hàm thì không tìm được. Và giải pháp ông ta là răng không giải phẫu. Thì răng không giải phẫu là đó là đối với trường hợp là phân toan hàm. Chứ vì nếu một bệnh nhân mà răng thật, bệnh nhân phục hình cố định thì làm sao? Đấy. Làm sao để chẩn đoán được? Và tại cái thời của Shiller thì các kỹ thuật lấy từ trung tâm mới là kỹ thuật gì? Mới là kỹ thuật là bệnh nhân tự hướng dẫn. Và tới năm 72 thì lúc đó Weinberg, ông ta mới nghiên cứu, ông ta thấy chuyện gì? Ông ta thấy rằng là cũng với kỹ thuật lấy đó, đúng không? Thì cái vị trí trong trường hợp đó ông ta gọi là loạn năng. Và làm thế nào để biết nó loạn năng? Tức là ông chụp cái phim là phim Shuler. Thì trên phim Shuler ông thấy khéo sao nó hẹp lại. Những hợp loạn tuyến hàm như thế này thì nó có loạn năng. Và lúc này ông ta làm sao? Đầu tiên ông ta dùng máng định vị ra trước để đưa nó ra trước để phục hồi lại khe khớp sau. Bởi vì cái vùng khe khớp sau chính là cái vùng tương ứng cho cái mô sau đĩa cần phải được bảo vệ. Và như vậy thì ông ta mới đưa ra trước. Và sau đó ông ta mới làm lại phục hình để tạo ra khớp cắn ở vị trí phía trước đó. Chứ nghĩa là lúc đó sẽ dùng máng định vị đi ra trước. Và như vậy thì từ khi ông ta đưa ra khái niệm năm 72 là trung tâm loạn năng cho tới khi ông ta mới nghĩ ra giải pháp là mất 10 năm sau. Ông ta mới đưa ra khái niệm là gì? Là ông đưa ra một quan điểm là dùng máng định vị làm dưới ra trước. Rồi sau đó mới tái lập một khớp cắn mới để cho nó phục hồi. Đấy, như vậy thì Shiller là người đưa ra cái gì? Đưa ra một cái quan điểm nói rằng khi mà bệnh nhân rối loạn tuyến hàm thì chúng ta không tìm được trung tâm. Năm 32. Tới năm 72 là 40 năm sau thì Weinberg mới đưa ra được cái định nghĩa là trung tâm loạn năng, gọi là dysfunctional centric relation.
Và giải pháp của Schiller ban đầu là giải pháp đối phục hình toàn hàm. Nhưng mà đối phục hình cố định thì năm 82, nghĩa là 50 năm sau, thì lúc đó là Weinberg mới đưa ra một cái giải pháp là gì? Là làm mắng rầm mì ra trước để tái lập lại một khớp cắn mới. Đấy. Nhưng mà mãi cho tới sau này, thì năm 89, thì Slavicek mới bắt đầu đưa ra những cái quan điểm để gì? Định vị lồ cầu như thế nào, vân vân, để tái lập. Và nói về cái khái niệm trung tâm, thì năm 87 thì là chuyển hướng từ chỗ sau nhất trở thành trước nhất. Đây, cái GPT là cái thuật ngữ phục hình nó có từ năm 1956 là GPT-1. Cho tới GPT năm 87 thì lúc này quan điểm là sau nhất từ bắt đầu từ Hano là bắt đầu chuyển qua trước nhất. Và lúc này thì lại đưa thêm cái đĩa khớp vào nữa, bảo rằng là phải có đĩa khớp nào chen giữa lồ cầu và sườn sau lồ khớp. Đấy. Hoặc là gì? Hoặc là nếu như có rồi phải đi lồ cầu thì chức năng nó vẫn bình thường. Đấy. Thì lúc đó thì sao? Thì lúc đó mới gọi là vị trí tâm thích nghi. Như vậy thì quan điểm năm 87 là gì? Là tư vong tâm, nghĩa là vị trí lồ cầu cao nhất trước nhất, không còn sau nhất nữa. Và cái thứ hai nữa là khớp nó bình thường, nghĩa là đĩa khớp nó phải nằm phía trên. Thì nhông trong những trường hợp vẫn có rối loạn phần đĩa lồ cầu, lúc đĩa bị trật rồi, nhưng mà chức năng nó vẫn bình thường thì nó gọi là cái gì? Thì lúc đó, năm 94 thì Dawson mới đưa ra một tên là vị trí tâm thích nghi. Đây. Thế nhưng trường hợp mà phức hợp đĩa lồ cầu vẫn chức năng không bình thường thì sao? Đó. Thì lúc đó nó chính là cái tư quan trung tâm loạn năng như Weinberg đề xuất tại năm 1972. Cho tới gần đây nhất, thuật ngữ cuối cùng năm 2017. Thì lúc này thì sao? Lúc này thì tư quan tâm vẫn được định nghĩa tư quan hai hàm. Nó không phụ thuộc vào răng và vẫn đi cao nhất thứ nhất. Và lúc này thì sao? Lúc này thì cái đĩa đã được bỏ ra ngoài. Bởi vì nếu để cái đĩa là duy trì tới hai định nghĩa, một là tư quan tâm và hai là vị trí tâm thích nghi giống như đầu sinh nói. Do đó, muốn đơn giản hơn thì chỉ việc bỏ cái đĩa ra ngoài. Thì lúc này định nghĩa sau cùng thì nó bỏ đĩa ra ngoài. Lúc này chúng ta không còn thấy bóng dáng đĩa nữa. Như vậy thì cái đĩa nó được đưa vào trong cái định nghĩa tư quan tâm từ năm 87 cho tới 30 năm sau năm 2017 thì được loại bỏ đi. Nhưng trong định nghĩa này có mấy vấn đề quan trọng là gì? Vấn đề quan trọng nhất là vị trí đó là vị trí sao? Không có căn. Vị trí thứ hai là gì? Nó có thể lập lại được, tái lập được. Đúng không? Vị trí và vị trí ổn định. Như vậy đó là ba cái chuyện quan trọng. Thì chỗ đó nghĩa là gì? Nghĩa là núm ổn định thì chúng ta phải lấy nhiều lần. Hai lần tới ba lần nó trùng nhau thì nó mới là đúng. Chứ không thì nó không ổn định. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là gì? Định nghĩa này về mặt vị trí từ sau nhất tới trước nhất. Chứ tại sao ta gọi trước nhất? Tại sao gọi trước nhất? Bởi vì mấy lý do sao? Thứ nhất, người ta nói rằng đây là vị trí dây chằng. Và nếu dây chằng nó bị giãn thì lồ cầu có thể lui ra sau nữa. Như vậy thì vị trí lui sau là vị trí có thể không ổn định. Đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là gì? Lý do thứ hai rằng là các cơ đều hướng lên trên và ra trước. Và cái vùng lồ cầu và lồ khớp khi mà coi về mặt mô học thì cái diện chịu lực cao nhất cũng nằm ở hướng đó. Và lý do cuối cùng, thuyết phục nhất là gì? Trên phim, vị trí của lồ cầu nằm ở cao nhất trước nhất. Chúng ta quan sát trên phim thấy rằng là cái khe khớp trước nó nhỏ hơn khe khớp sau. Đấy, và như vậy thì rõ ràng cái đây là bằng chứng không thể chối cãi rằng là gì? Lồ cầu nằm ở cao nhất trước nhất. Và với cái vị trí này thì Dawson mới đưa ra phương pháp lấy tư quan tâm là lúc đó là các ngón tay nằm ở phía sau góc hàm, đẩy hàm dưới lên trên và ra trước trong một thao tác xoay. Đấy. Và như vậy thì đối với phương pháp lấy ra trước dựa trên định nghĩa là tư quan tâm nằm trước nhất. Thế nhưng đây chỉ là sự đồng thuận, không phải là nghiên cứu. Và đồng thuận thì có người chấp nhận, không chấp nhận. Và như không chấp nhận trước nhất thì người ta nói thế nào? Người ta nói là tôi lấy theo kỹ thuật lui sao.
lấy theo cái thuật lui sao? Chúng ta đẩy từ vùng cầm, đẩy nhẹ phương pháp cầm ba ngón, đẩy nhẹ lui sao? Lúc đó xoay thì bắt buộc nó phải sau nhất, không thể trước nhất được. À, tôi không quan tâm tới vấn đề trên cái phim, bởi vì không phải lúc nào tôi cần dịch phim. Vậy như vậy thì trước nhất đúng hay sau nhất đúng? À, trước nhất đưa ra rất nhiều bằng chứng, rất nhiều lý luận, đúng không? Nhưng mà sau đó chỉ cần một lý luận thôi, là tôi thao tác như thế thì nó không thể là trước nhất. À, và như vậy thì làm thế nào để biết? À, Adam Swenson năm 2014 mới làm gì? Ông ta mới làm năm phương pháp, sử dụng năm phương pháp lấy từ năm khác nhau, cả trước lẫn sau, phương pháp Dawson, phương pháp của là Selinger, phương pháp cầm một vòng tất cả mọi cái. Ông ta coi thì như thế nào, và mỗi cái đó ông ta lấy cái sắp, ông là phải lấy cái sắp trắng, và sau đó ông kiểm tra nhĩa khớp bằng cái mẫu hàm speed cap, tức là ông ta bỏ cái để mà gỡ ra gắn vào được, nếu như nó trùng nhau thì nó ok. Và như vậy ông ta thấy là gì? Không có sự khác biệt đâu cả, tức là lấy phía trước lấy phía sau gì là không khác biệt ha. Từ đó chúng ta thấy rằng là gì, ở đây chuyện trước nhất sau nhất là đứng từ góc nhìn lâm sàng. À, chúng ta hoàn toàn phải nói rằng đó là sao nhất. Còn nếu đứng về góc nhìn, đứng về giải phẫu, đứng về góc nhìn lý luận tất cả mọi cái, à, thì nói rằng trước nhất. Nhưng mà bản chất hai cái đó là giống nhau, nó là một vị trí thôi. Bởi vì bằng chứng một vị trí là gì? Đó là lấy theo kiểu nào nó cũng là một cái, không sự khác biệt nào cả. Đấy, như vậy thì à, chúng ta có thể là tạm bỏ qua câu chuyện cãi nhau là trước nhất sau nhất, đúng không? Với kỹ thuật nào chúng ta lấy thì nó cũng ra một vị trí mà thôi. À, về những trường hợp rối loạn tế dương hàm thì sao? Khi mà chúng ta lấy theo kỹ thuật đo sinh tất cả những thứ khác thì nó vào đầu cầu vẫn bị lui sao? À, trên cái hình này chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy là cái lồ cầu nằm lui ra sau rất là nhiều, cái rêu sau nó hẹp lại. Thế thì với trường hợp này, cho dù chúng ta lấy bằng bất kỳ kỹ thuật nào, nó cũng là lui sao. À, thì đây là bằng chứng chúng ta không thể nói là trước nhất được. À, do đó à, tôi rất thích cái quan điểm Slavicek. Ông ta dùng cái từ là vị trí tham chiếu thôi. Và vị trí tham chiếu đó tùy thuộc vào chức năng, tùy thuộc vào tình trạng của nó mà đặt cái tên nó là bình thường hay không bình thường. À, và như vậy thì ở đây không sở biệt vị trí lồ cầu khớp. Còn về tương quan trung tâm mà liên quan đến khớp thì nó không có liên quan. Đúng không? Không cần quan tâm tới nó nữa. Bởi vì muốn ta muốn biết có đệ khớp hay không, ta phải chụp MRI. Đúng không? Chúng ta chụp MRI để làm gì? À, ở đây nó không có ý nghĩa. À, vấn đề thứ ba là gì? Là khi mà tôi quan tâm chức năng thì lúc đó là đĩa khớp bình thường hoặc là không bình thường nhưng mà không hưởng rối loạn chức năng, à, không có đau, không rối loạn vận động, à, thì lúc đó chúng ta sử dụng làm cái tham chiếu trong tất cả cái điều trị được. À, điều trị đó là điều chỉnh nha, điều trị đó là điều trị phục hình. À, nhưng mà nếu là trung loạn năng thì lúc này sao? À, chúng ta không sử dụng làm tham chiếu điều trị được. À, đây là vấn đề quan trọng chúng ta cần lưu ý. Như vậy thì thứ nhất, vị trí lồ cầu hỗn khớp trước hay sau, không sửa bị nào cả. Thứ hai, liên quan đến khớp hay không, kết quả nghiên cứu cho thấy là không. Thứ ba là khi nó có vấn đề loạn năng thì chúng ta xem xét chức năng có bình thường hay không. Nếu nó không bình thường thì lúc đó chúng ta không nên dùng tâm lý điều trị. Thế nào là không bình thường? Ví dụ bệnh nhân có tình trạng đau ở khớp, ví dụ bệnh nhân có tình trạng rối loạn vận động, bệnh nhân hay bị hạn chế, hay là bệnh nhân có tiếng kêu ở khớp, thì chúng ta cần xem xét về phương diện khớp thái dương hàm để coi thử có thể làm tham chiếu được hay không, chụp cái phim xem nó như thế nào, đúng không? Có thể chụp MRI như thế nào, vân vân. Và nó quan trọng hay không, đúng không? Chúng ta biết rằng là trong trường hợp mất cái thứ dọc, trong trường hợp gì, trong trường hợp mà mất răng toàn hàm hay là mất răng cái thứ dọc, thì chúng ta bắt buộc phải xác định lại trong tâm chúng ta mới sắp răng. Ở chuyện này thì ai cũng biết rồi. Tuy nhiên trong những trường hợp khác thì sao? Một bệnh nhân này tới với tôi. À, bệnh nhân này là một Việt kiều ở Úc về. Rồi bệnh nhân đã đi một số nơi thì muốn làm implant thì người ta lại không làm implant được. Bởi vì cái khoảng phục hình nó thấp quá. À, nhưng khi tới với tôi thì vấn đề đầu tiên tôi luôn tất cả các bệnh nhân phục hình dính nha. Đầu tiên tôi sẽ thao tác trung ương tâm. Vậy khi tôi thao tác trung ương tâm bệnh nhân này thì chuyện gì xảy ra? Tôi thấy bình thường và thế tôi cắm implant. Nếu đây là im lên như thế này rõ ràng không có phục hình, nhưng mà khi thao tác lên trung tâm thì sao? À, tôi có được khoảng phục hình. Và như vậy trên bệnh nhân này tôi khuyên bệnh nhân cái gì?
Tôi khuyên bệnh nhân là ca này tôi làm được với điều kiện bệnh nhân đồng ý làm quyền lợi phía trước. Và thế thì sau khi tôi thao tác xong như thế này rồi, tôi yêu cầu bệnh nhân là tôi làm lại phía trước và ở bên tay trái bệnh nhân tôi có thể làm thêm cái phục hình nữa để cho đảm bảo ăn khớp. Và trước tiên tôi làm phục hình tạm cho bệnh nhân. Đấy, như vậy là nhờ cái hiểu biết về trung tâm, tôi có thể làm được cái ca này, làm được bệnh nhân 3 cái implant, làm bệnh nhân được là 6 cái phục hình cho bệnh nhân nữa. Nhưng mà không chỉ chuyện cho cá nhân bác sĩ mình, mà bệnh nhân sẽ rất hài lòng. Đấy, như vậy thì cái ca đầu tiên tôi kể là thất bại từ vấn đề trung tâm. Bệnh nhân phục hình thất bại. Ở đây là cái thành công nhờ trung tâm. Và đây là kết quả sau khi làm phục hình xứ xong cho bệnh nhân rất là hài lòng. Hoặc là bệnh nhân này tới với tôi, bệnh nhân này tới với tôi thì được một bác sĩ khác giới thiệu tới thì để phẫu thuật. Nhìn quan sát khớp cắn bệnh nhân là một bên cắn phụ, một bên là cắn chéo như thế này, hàm bị lệch sang một bên hẳn. Nhưng mà khi tôi thao tác trung tâm thì thấy cái gì? Đây là một tình trạng cắn lệch chức năng sang bên. Vì vậy thì với ca này tôi chỉ chỉnh nha bình thường cho bệnh nhân thôi. Đấy. Như vậy thì tư quan trung tâm này đã giúp cho chúng ta có thể điều trị một cách đơn giản và hiệu quả. Giả sử như tôi không xác định trung tâm trên ca này, tôi mổ để tôi đưa ra. Khi tôi đưa ra tôi giải khớp ra rồi thì cái hàm nó trở về vị trí bình thường của nó thì lúc đó lại cắn lệch. Lúc đó nó còn trầm trọng hơn so với lại chúng ta giải quyết. Như vậy là lúc đó thì sao? Tiền mất tật phẩm mang. Nếu chúng ta xác định trung tâm cho ca này. Một bệnh nhân khác thì chúng ta nói thành công thì chúng ta cũng không thể nói rằng là chúng ta thành công tất cả. Và chúng ta nói tới chuyện thất bại nó như thế nào. Bệnh nhân này tới phòng khám tôi để chỉnh nha. Và đây tình trạng khớp cắn của bệnh nhân chụp. Nhìn từ trước nhìn sang bên như vậy. Đây là ảnh phim của bệnh nhân. Và như vậy thì với bệnh nhân này thì kết luận là một cái này là khớp cắn hạng 1. Thế nhưng khi mà điều trị bệnh nhân cho cái pha gì lên cái dây 14 lên tới dây 16 xong rồi là thấy nó trở thành khớp cắn hạng 2. Và nó còn lệch sang một bên nữa. Đừng giữ còn lệch sang một bên nữa. Như vậy chúng ta quan sát là gì? Từ bậc 1 ban đầu của bệnh hạng 2 thì lý do tại sao hạng 2? Bởi vì ca này là hạng 1 giả. Hạng 1 giả. Tôi chụp phim tôi kiểm tra lại. Đây là hình ảnh sau khi sao hàng hai càng trầm trọng hơn, nó lên tới bên phải là hàng hai tức là 4 ly, bên trái cũng 4 ly luôn. Vậy lúc này chụp phim đã lại thấy cái hàm nó lùi hẳn ra sao. Và tôi làm chồng phim với tôi coi như thế nào thì lúc này cái hàm dưới nó lùi. Thế là sao trên ca này? Ca này là thất bại. Thất bại hoàn toàn. Lý do là vì gì? Lý do là trên ca này chúng ta không khám tương quan trung tâm ngay từ ban đầu. Và kết quả là gì? Kết quả là kế hoạch của chúng ta đã bị phá sản hết. Đấy. Như vậy thì trong chỉnh nha, những trường hợp hạng 1 là phải kiểm tra xem có đúng hạng 1 hay không hay là hạng 1 giả. Nếu là hạng 3, kiểm tra đúng xem là hạng 3 hay không hay là hạng 3 giả. Đấy. Lúc đó thì chúng ta mới có điều trị tối ưu được. Còn không thì cái nguy cơ là chúng ta sẽ sao? Nguy cơ chúng ta sẽ thất bại. Hoặc là trường hợp bệnh nhân có khớp cắn rất là tốt như thế này. Nhưng bệnh nhân là đau khớp thái dương hàm. Lồng khớp rất là tốt. Ở hai bên phải trái lồng khớp rất là tốt. Nhưng mà kết quả khớp cắn có vấn đề. Đây. Một bệnh nhân khác là gì? Bệnh nhân được điều trị xong ở tại một bác sĩ khác. Sau đó giới thiệu tới cho tôi về vấn đề khớp thái dương hàm. Đã làm phục hình, đã làm là table top, tất cả mọi cái. Cuối cùng bệnh nhân đau khớp. Và khi bệnh nhân này tới với tôi thì tôi thao tác ra, tôi quan tâm nó như thế này. Đây. Như vậy rõ ràng là đây gì? Rõ ràng là thất bại. Thất bại lý do là gì? Lý do là chúng ta không xác định tôi quan tâm. Đây. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là trên cái ca này sau đó tôi phải đánh giá lại lộ cầu, tôi làm lộ cầu đồ, sau đó tôi làm máng định vị để chọn vị trí tối ưu. Nhưng mà vị trí tôi rồi xong rồi phải có qua một quá trình ăn nhai để đạt được cái thích nghi, rồi sau đó mới chuyển qua overlay, rồi sau đó mới lặp lại một cái khớp cắn mới cho bệnh nhân tối ưu nhất. Như vậy thì tất cả điều trị ban đầu của bệnh nhân như thế nào? Như thế thì không còn giá trị nữa. Và tôi gặp khá nhiều bệnh nhân như thế, làm phục hình toàn hàm rồi.
sau đó tới có vấn đề và sau đó phải làm lại. Đó. Điều đó cho thấy là gì? Cho thấy rằng là trung tâm là quan trọng. Nó là vị trí tham chiếu của trụ vũ cánh. Đấy, vậy như vậy chúng ta đầu tiên phải xác định trung tâm của bệnh nhân nằm ở đâu. Đúng không? Bởi vì nó là điều kiện tiên quyết để phục hồi cánh thành công. À, qua những ca chúng ta thấy rằng là gì? Thành công của nhà nó cũng thất bại tại nó. Nếu chúng ta không xác định được. Tuy nhiên, có những trường hợp là khớp tay hàm có vấn đề. À, thì lúc đó chúng ta không sử dụng cái đó làm tham chiếu được. Mà chúng ta phải đi tìm vị trí khác. Cái đó thuộc cái phạm vi chuyên sâu. Cho nên tôi không đề cập ở đây. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Nếu chúng ta không quan tâm tương quan trung tâm, thì một ngày nào đó có thể chúng ta gặp thất bại. Có những người nói tôi rằng bao nhiêu năm không thất bại. À, nhưng mà rồi sao? Cuối cùng cũng gỡ bể nó cho tôi. À, tại vì cái đó là hên xui thôi. Nếu chúng ta may mắn chúng ta không gặp, rồi chúng ta xui chúng ta gặp.